Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Tổng thống Barack Obama công bố những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào những ngân hàng và công ty năng lượng của Nga để đáp lại việc Moscow ủng hộ cuộc nổi loạn của thành phần ly khai thân Nga ở Ukraine. Nga gọi đợt trừng phạt mới nhất này là hăm dọa. Các nhà khoa học tại viện tim Cedar Sinai ở thành phố Los Angeles đã chế tạo một máy trợ tim sinh học để giúp điều trị bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim. Các nhà nghiên cứu tạo ra một gen TBX18 có thể chuyển đổi những tế bào tim bình thường thành một nút xoang tâm nhĩ chuyên biệt có nhiệm vụ điều hòa nhịp tim. Nữ diễn viên gửi thư tẩm chất độc ricin cho Tổng thống Barack Obama và thị trưởng thành phố New York đã bị tuyên phạt 18 năm tù giam. Shannon Richardson lúc đầu đổ tội cho người chồng đã ly thân về hành vi này. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.